hàn, xì. Đóng gỗ, dựng khung. Nhìn qua thì khó có thể đoán các chư tăng chùa Cổ Am, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thực hiện công việc này để làm gì. Sau các thời khóa tu học mùa an cư, chư tăng và Phật tử đều dành thời gian để hoàn thiện việc thiết trí đàn tràng mùa Vu Lan. Mỗi năm chỉ có một mùa rằm tháng 7, nên ai nấy đều chỉn chu, sao cho lễ đài trang nghiêm nhất. Đàn tràng Vu Lan tháng hồi năm nay được thiết kế từ ngày mùng 1 và kéo dài đến ngày 15 âm lịch, với mục đích cầu nguyện bình an, tri ân đến tất cả những vị ở tuyến đầu chống dịch, và đồng thời cũng là lễ siêu độ cho tất cả chư hương linh cựu huyền thất tổ và những hương linh đã tử nạn trong đại dịch Covid này. Việc các Phật tử trẻ tự tay chuẩn bị đàn tràng từ hương, hoa, nến, nước dưới sự hướng dẫn của chư tăng như là cách tự nhiên để các em hiểu hơn về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Anh em Phật tử chúng con khi được tham gia thiết trí lễ Vu Lan tại chùa thì cảm thấy rất là hoan hỷ và thêm tri ân những người tham gia tuyến đầu chống dịch. Qua đó chúng con còn thêm biết ơn những người chiến sĩ áo trắng đã tử nạn vì đại dịch Covid. Con cảm thấy rất hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức của mình. Lễ Vu Lan giúp con hiểu được về tình cảm cha mẹ và biết ơn hai đấng sinh thành của mình. Hòa chung không khí đó, tại chùa Hoa Nghiêm, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, cờ ngũ sắc bay phấp phới. Hoa trái tươi tắn như khoe sắc đón mừng mùa lễ trọng đại. Phía bên trong chính điện nổi bật với dòng chữ Vu Lan báo hiếu. Những quả ngon nhất của núi rừng được Phật tử dùng thiết trí đàn tràng cầu siêu. Nhà chùa vẫn tổ chức thiết trí đàn tràng cầu siêu. Lễ đài tuy đơn giản nhưng cũng trang nghiêm. Mặc dù là các cái hình thức nghi lễ đều phải online nhưng mà và chưa thể tập trung được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp và hoan hỷ. Tại địa bàn huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk thì đang thực hiện nghiêm theo cái chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chùa Hoa Nghiêm thực hiện triệt để cấm túc an cư để tu tập tụng kinh cầu nguyện cho cựu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân được siêu sinh cõi tình. Một mùa Vu Lan đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp đang về. Dù có bị giãn cách, nhưng tâm những người con Phật luôn một lòng xiển dương tinh thần tri ân, báo ân của đại lễ.